Tình bạn diệu kỳ của bộ đôi tai tiếng Vbiz tan đàn xẻ nghé thật hay lại là drama chiêu trò? Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp vướng nghi vấn nghỉ chơi sau gần 2 thập kỷ bên nhau. Nhắc đến cặp bài trùng của Vbiz thì chắc hẳn không thể thiếu Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp. Không chỉ dìu dắt nhau trong showbiz, cả hai còn là những người bạn thân thiết ngoài đời. Nhiều người ví von nhắc đến Ngọc Trinh phải kèm theo Vũ Khắc Tiệp và ngược lại. Bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên mối quan hệ vững như bàn thạch của cả hai. Tuy nhiên thời gian gần đây, cặp bài trùng ngày nào vướng nghi vấn tan đàn xẻ nghé. Từ năm 16 tuổi, Ngọc Trinh chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí. Thời điểm đó, cô được ông bầu Vũ Khắc Tiệp nâng đỡ trong hành trình đầu đầy khó khăn. Sau thời gian hoạt động, Ngọc Trinh nổi lên trong showbiz với hình tượng người mẫu sexy, hở bạo. Sự nổi tiếng của Ngọc Trinh cũng giúp Vũ Khắc Tiệp được thơm lây. Thế là cả hai liên tục đồng hành cùng nhau nhiều năm sau đó. Mỗi khi tổ chức show diễn hay dạ tiệc, Ngọc Trinh luôn là gương mặt cộm cán trong dàn chân dài của Vũ Khắc Tiệp. Ngược lại, Vũ Khắc Tiệp cũng luôn đứng sau hỗ trợ những hoạt động của người mẫu gốc Trà Vinh. Trong suốt hành trình đồng hành, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp cũng không ít lần chiêu trò để gây chú ý. Mặc cho những ý kiến trái chiều, cả hai vẫn hoạt động và nổi tiếng suốt nhiều năm trong showbiz. Việc gắn bó cùng nhau cũng khiến Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp vướng nghi vấn có tình cảm. Vào năm 2011, có thông tin Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh hẹn hò một năm rồi chia tay, nhưng đến vài năm sau cả hai phủ nhận cho biết chưa từng phát ngôn về chuyện yêu đương, chỉ xem nhau như anh em. Tuy nhiên, những cử chỉ thân mật, thậm chí là đi quá giới hạn của cả hai từng khiến công chúng vừa hoài nghi vừa ném đá. Cho đến năm 2017, Ngọc Trinh từng gây xôn xao vì hủy kết bạn với Vũ Khắc Tiệp, nguyên nhân là do cả hai bất đồng. Tuy nhiên, sau đó một thời gian thì Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh gương vỡ lại lành tiếp tục làm bạn, thậm chí mối quan hệ giữa họ còn thân hơn trước kia. Cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau ở sự kiện, rủ rê nhau quay vlog phết cuộc sống sang chảnh và cũng không ít lần có động thái bảo vệ nhau mỗi khi đối phương gặp ồn ào.